Xin được chuyển sang những tin tức về thị trường nông sản. Thưa quý vị, theo số liệu vừa được Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản Việt Nam công bố, 8 tháng đầu năm, tôm hùm của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 76 triệu đô la Mỹ, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Cho thấy hoạt động xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc năm nay khá bất ổn. Nguyên nhân là Việt Nam vẫn chỉ xuất khẩu tôm hùm sang thị trường Trung Quốc theo đường tiểu ngạch nên giá thiếu ổn định. Trong khi đó, Trung Quốc đang dần áp dụng những điều kiện nghiêm ngặt về nhập khẩu nông lâm thủy sản nước ngoài. Họ ngày càng hạn chế nhập đường tiểu ngạch. 7 tháng đầu năm nay, nhập khẩu tôm hùm của nước này tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái về khối lượng, nhưng hàng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 8%. Hiện nước này đang nhập chủ yếu các nguồn từ Canada, Mỹ, New Zealand, Cuba, Ấn Độ, Brazil và Mexico. Hơn nữa, mới đây, Trung Quốc tiếp tục hạn chế nhập tôm hùm từ Việt Nam để kiểm soát dịch bệnh. Để đảm bảo thuận lợi trong tương lai, theo VASEP, cần đưa tôm hùm vào mặt hàng xuất khẩu chính ngạch. Các vùng nuôi cần tạo liên kết sản xuất, thu mua, xuất khẩu tôm hùm gắn với truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn. Giá lợn hơi ngày hôm nay tiếp tục giảm 1.000 đồng 1 kg tại nhiều tỉnh thành hai miền Nam Bắc, ghi nhận ở mức giá thấp nhất 51.000 đồng 1 kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay giao động trong khoảng từ 54 đồng đến 56.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên giảm một giá xuống còn 55.000 đồng một kg. Cùng giảm một giá, hiện thương lái tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang xuống mức 54.000 đồng 1 kg. Mức giá này ngang với giá lợn hơi tại Yên Bái, Lào Cai và cũng là mức giá thấp nhất khu vực. Khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay không đổi so với hôm qua, giao động trong khoảng từ 53 đến 55.000 đồng một kg. Mức giá thấp nhất 53.000 đồng 1 kg ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắc, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, đồng giá 55.000 đồng một kg. Thị trường phía Nam giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng 51 đến 55.000 đồng một kg, sau khi giảm một giá, bến tre xuống còn mức 51.000 đồng một kg, thấp nhất nước, cùng giảm 1.000 đồng một kg, Kiên Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng đang cùng mua lợn hơi ở mức 52.000 đồng một kg. Long An giảm một giá xuống 54.000 đồng một kg lợn hơi. Thưa quý vị, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết Trung Quốc đang là thị trường nhập nhiều rau quả Việt Nam nhất với tổng kim ngạch 8 tháng đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 64% thị phần xuất khẩu rau quả của nước ta. Theo số liệu mới nhất, ước tính xuất khẩu rau quả trong tháng 9 năm 2023 đạt gần 587 triệu đô la Mỹ, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng năm nay, xuất khẩu rau quả của nước ta đạt hơn 4,13 tỷ đô la Mỹ, tăng kỷ lục 69% so với cùng kỳ năm ngoài. Đóng góp nhiều nhất và sự tăng trưởng của xuất khẩu rau quả là sầu riêng, chuối, thanh long. Đặc biệt là với sầu riêng, từ vị trí thứ tư trong nhóm các loại quả hiện đang vươn lên dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, vượt chuối và thanh long để gia nhập nhóm trái cây tỷ đô. Về nguyên nhân đẩy kim ngạch xuất khẩu rau quả của nước ta tăng cao, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Thứ nhất là do nhiều thị trường tăng mua rau quả từ Việt Nam, trong đó Việt Nam xuất khẩu ấn tượng nhất là sang thị trường Trung Quốc, chiếm khoảng 65% kim ngạch xuất khẩu. Thứ hai, ngoài việc tăng sản lượng xuất khẩu thì giá trị kim ngạch cũng tăng nhờ giá bán cao. Đáng chú ý là các mặt hàng rau quả chế biến xuất khẩu cũng ngày càng tăng, chiếm khoảng hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Nhưng riêng năm nay, mặt hàng trái cây tươi chúng ta xuất khẩu mạnh hơn ước tính quý 3 và quý 4 năm 2023, cả nước sẽ có khoảng gần 7,6 triệu tấn trái cây chủ lực các loại tiêu thụ ra thị trường. Giá cà phê trong nước ngày hôm nay có xu hướng giảm nhẹ mức giảm khoảng 100 đồng một kg, mức giá cao nhất được ghi nhận tại các tỉnh Tây Nguyên là 66.600 đồng một kg. Giá cà phê thu mua tại Gia Lai, Con Tum ở mức là 66.200 đồng 1 kg. Mức giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 66.600 đồng 1 kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở thành phố Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Lâm Hà phổ biến là 65.800 đồng 1 kg. Tại Đắk Lắc, giao động quanh ngưỡng là 66.300 đồng đến 66.400 đồng 1 kg. Thưa quý vị, giá tiêu hôm nay giao động trong khoảng 69 đến 72.000 đồng 1 kg. Thị trường trong nước tiếp tục giữ ổn định từ đầu tháng 10 năm 2023, giữa bối cảnh nhu cầu thế giới về hồ tiêu chưa được cải thiện và đồng đô la Mỹ quá cao kìm hãm xuất khẩu. Giá tiêu hôm nay vẫn giữ ổn định ở các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua, tại Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 70.500 đồng 1 kg. Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 69.000 đồng 1 kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 69.800 đồng 1 kg. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, thương lái đang thu mua tiêu với giá 72.000 đồng 1 kg. Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 71.000 đồng 1 kg. Động quanh mốc 12.000 đến 12.100 đồng 1 kg. Thành phẩm quanh mức 14.000 đến 14.100 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây tại buổi tọa đàm với tên gọi nước mắm Việt nâng tầm ẩm thực Việt diễn ra tại Hà Nội, Chủ tịch hiệp hội nước mắm Việt Nam Trần Đáng cho biết sẽ phối hợp với hiệp hội văn hóa ẩm thực Việt Nam xây dựng hồ sơ trình công nhận nghề làm nước mắm là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Hiệp hội nước mắm Việt Nam mới đây cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia, nhằm đưa nước mắm ra vị cốt lõi của các món ăn Việt Nam lên tầm cao mới đồng thời Trung tay xây dựng bộ hồ sơ chuẩn để nghề làm nước mắm sớm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo số liệu thống kê, ngành hàng gia vị của Việt Nam có quy mô thị trường khoảng 33.500 tỷ đồng, trong đó tới 64% đóng góp từ phân khúc nước chấm, trong đó nước mắm là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, ngày hôm qua, đồn biên phòng Khánh Hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cá Mau thông tin, một tàu đánh cá của ngư dân Kiên Giang số hiệu KG90255 TS khi đang hoạt động ở trên biển gặp sóng to, gió mạnh đã bị chìm. 15 thuyền viên trên tàu gặp nạn đã ôm phao lưới để chờ cứu hộ. Và khi nhận tin báo, đồn biên phòng Khánh Hội đã liên lạc với các tàu cá đang hoạt động gần vị trí tàu cá bị chìm để nhờ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời đơn vị thành lập tổ công tác gồm 10 cán bộ chiến sĩ và huy động 2 tàu cá cùng 6 thuyền viên của ngư dân cơ động ra biển tìm kiếm cứu hộ. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 10, tàu cá CM99102TS của ông Phan Văn Khánh, ngụ tại ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh, đã cứu vớt được một thuyền viên đưa lên tàu an toàn. Đến khoảng 21 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn của đơn vị đã tìm thấy và cứu vớt 14 thuyền viên còn lại đưa vào trạm kiểm soát viên phòng kinh hội để chăm sóc sức khỏe. Trong số 15 người được cứu vớt, thuyền viên danh Sóc Kha bị thương ở chân quân y đơn vị đã sơ cứu ban đầu băng bó vết thương, đồng thời đơn vị phối hợp với chủ tàu hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ vụ việc và bàn giao các thuyền viên về với gia đình. Đội biên phòng Khánh Hội tiếp tục hỗ trợ chủ tàu tiến hành trục vớt tàu đưa vào bờ sửa chữa, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 800 triệu đồng.